Giá gia cầm hôm nay ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023, yên ắng những ngày đầu năm mới. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc là 43.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung là 43.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông là 43.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Tây là 43.000 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Bắc là 24.000 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, Miền Trung là 32.000 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Đông là 32.000 đồng mỗi kg, gà thịt công nghiệp, miền Tây là 32.000 đồng mỗi kg. Giá gà con giống lông màu, miền Bắc là 6.000 đồng đến 9.000 đồng một con một ngày tuổi, gà con giống lông màu, miền Trung là 6.000 đồng đến 9.000 đồng một con một ngày tuổi, gà con giống lông màu, miền Đông là 5.500 đồng đến 6.500 đồng một con một ngày tuổi, gà con giống lông màu miền Tây là 7.000 đồng đến 7.500 đồng một con một ngày tuổi. Giá vịt thịt, miền Bắc giao động trong khoảng 36.000 đến 37.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt miền Nam giao động trong khoảng 37.000 đến 38.000 đồng mỗi kg. Giá vịt giống Super M là 8.000 đến 9.000 đồng một con một ngày tuổi. Vịt giống bố mẹ từ 40.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Bên cạnh đó, giá trứng gà trắng và trứng gà đỏ theo ghi nhận mới nhất cũng không thay đổi nhiều giao động từ 2.000 cho đến 2.300 đồng mỗi kg. Trong đó, tỉnh Hà Nam là những nơi có giá trứng gà cao nhất cả nước với giá 2.300 đồng mỗi kg. Giá bán tại các chợ đầu mối cụ thể như sau. Giá gia cầm hôm nay ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023, thị trường đi ngang ngày đầu năm. Ngày đầu năm mới, giá gia cầm hôm nay tiếp tục giữ nguyên mức giá như ghi nhận cuối năm 2022, các mặt hàng gà, vịt và trứng gà đứng yên, sức mua không đổi giá gia cầm hôm nay, những ngày đầu của năm 2023 không ghi nhận bất kỳ thay đổi nào, duy trì giá bán ở cả ba mặt hàng gà, vịt và trứng gà tương tự như ngày cuối năm 2022 vừa qua. Gà các loại ở mức từ 50.000 đến 95.000 đồng mỗi kg, vịt là 32.000 đến 40.000 đồng mỗi kg và trứng gà bám mốc 2.000 đến 2.300 đồng mỗi kg. Khởi đầu năm mới, giá cả hôm nay không có gì biến động, các mặt hàng gà mía, gà minh dư, gà ri và gà nòi vẫn bám mốc giá cũ. Cụ thể, gà mía có giá bán trung bình là 95.000 đồng mỗi kg, gà minh dư từ 53.000 đến 60.000 đồng mỗi kg, gà ri là 50.000 đồng mỗi kg và gà nòi vẫn không đổi, có giá 75.000 đồng mỗi kg hôm nay. Giá vịt hôm nay, ngày đầu năm vẫn giữ giá bán từ 32.000 đến 40.000 đồng mỗi kg với thành phố Hồ Chí Minh là nơi có giá bán thấp nhất và cao nhất là tại tỉnh Đồng Nai các địa phương khác cũng không có quá nhiều tranh lệch, sức mua ổn định, duy trì biểu đồ giá đi ngang. Giá trứng gà hôm nay cũng không ghi nhận thay đổi mới, duy trì giá bán từ 2.000 đến 2.300 đồng mỗi kg đối với trứng gà trắng và 2.000 đến 2.200 đồng mỗi kg đối với trứng gà đỏ, Hà Nam và Bình Định là những tỉnh có giá trứng gà cao nhất cả nước. Nhìn chung, giá trứng gà khá thấp, thị trường yên ắng ngày đầu năm mới, hiệu quả bất ngờ khi dùng giấy báo cũ úm gà, vịt sống chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm của gia đình ông Phạm Văn Thanh chủ trại nuôi gà ở Thái Nguyên cho biết nhiều năm nay ông và một số hộ ở cùng địa phương thường mua giấy báo cũ với giá rẻ về để úm gà vịt theo ông Thanh khi gà vịt mới mua về ngày đầu gia đình ông thường thuê nhân công giải giấy báo cũ kín nền chuồng để vừa giữ ấm chân cho vật nuôi non vừa giúp các con giống không may bị thương hở bụng tránh bị vỏ cháu khô găm vào dễ bị phiên bệnh chết hào hụt trước đây chúng tôi hay dùng vỏ chấu lót nền uống con giống nhưng qua thời gian dùng thấy vật nuôi bị hao hụt nhiều hơn hơn nữa khi cho gà ăn thức ăn sẽ rơi vãi ra chấu nhiều để lâu ngày cám sẽ mốc vật nuôi lớn lên bới ăn hay bị bệnh nhưng khi dùng báo cũ lót nền chuồng trong mấy ngày đầu chúng tôi tiết kiệm được mỗi ngày cả kg thức ăn một vạn con đặc biệt khi cho gà ăn chúng sẽ chạy nhảy lên giấy báo phát ra tiếng kêu bột bột có thể giúp cho vật nuôi thích thú ăn nhiều và nhanh lớn hơn ông Thanh chia sẻ. Cũng theo ông Thanh, hiện tại nhiều trại chăn nuôi ở miền Bắc vẫn mua giấy báo cũ về làm lót nền uống gà vì trong 3 đến 4 ngày đầu. Khi con giống mới mua về sẽ thải ra phân có thể chứa mầm bệnh từ nơi sản xuất, ấp nên khi đưa về trùng mới uống vài ngày, bà con sẽ thu dọn lại báo cũ này bỏ đi và dùng vỏ trấu lót nền tiếp tục chăn nuôi đến khi xuất chuồng, ông Thanh tiết lộ. Dù cách làm này khá hiệu quả nhưng theo nhiều chủ trang trại, việc giải và thu dọn vệ sinh sau khi lót nền xong mất khá nhiều thời gian và nhân công cách dùng giấy báo cũ uống ra cầm giống khi mới mua về cũng có nhiều ưu điểm nhưng chúng tôi ít dùng vì khó mua được hàng báo cũ và tốn nhiều công trong chăn nuôi bà trương thị nụ ở hoa lư ninh bình nói